Xin mời giới thiệu các bạn nha. Hôm anh mình đãi mình cái món là đặc biệt các bạn ơi. Đây là gân bò hấp dưa cải chấm mắm nêm. Đây là bò tơ Tây Ninh nướng rất ngon bạn. Đó, con em đang ăn thử miếng nha. Ngon quá. À, cầm chấm gân bò. Món này chủ quán làm ngon quá. Ui, ngon không? Đây. Quay mặt cái ăn ấy. Quá ngon quá. Đây được coi. Gân bò hấp. Ngày gân bò hấp cải xanh anh. Hấp sao mà nó mềm ngon quá vậy? Ờ, chỉ quán anh có thôi. Đây là mình review Tây Ninh, mình ở Cà Mau review chơi này. Ông anh là chủ quán. Ông rất vui vẻ, ông rất là dễ thương. Mày thương anh không? Ok. Các bạn thấy ông đẹp trai không? Đi vòng có chợ mà rất nhiều người theo các bạn ơi. Ai có em gái kia giới thiệu hồi giờ vợ ông ca chém. Thấy không? Dễ thương. Bóp cho mình. Không nhau. Đó, chủ quán động liền đó. Nhẹ nhẹ thôi. Ngon quá. Gân bò. Đó. Gân bò rất ngon. Ủa Trang, để chú về mở đèn. Đây là chú bị chanh là chú con. Không quay lại chú không phải là con người. Ý gì không? Hiểu không? Cuộc đời. Đây là ông anh Thắng Thắng Tây Ninh. Đó, này Thắng Tây Ninh. Bớt được con vợ rồi. Đó, chú chú em. Ý gì không? Ý gì rất ngon bài. Đặc biệt là bò chấm với mắm nêm rất ngon. Mình đang ăn đầu. Mà ngon. Chấm miếng bò đi mẹ em. Ủa với mẹ ăn đi, ăn đi em được, thật khoái cần à. Ở đây đặc biệt lắm. Quán này. Quán này là quán Tây Ninh là quán này quán gì? Quán này có gì Giang? Quán này quán gì Giang? 46. Có đôi lúc là cái quán 46 này ăn nhặn mình có gân cốt mình đạp phải không? Đó. Hiểu không con? Rồi nói vậy mày có buồn không? Hả? Không không. Con làm gì buồn? Là buồn. Mẹ mình 120 kg. Đó, ông anh mình đang nướng nè. Đó, đây là bò tơ các bạn. Ăn rất mềm, rất ngon. Bò tơ nướng. Quay lên các bạn nhìn đồ thấy kìa ngon. Còn đây là gân bò. Ăn mình ơi, ui, ăn chết luôn, nhức răng chết luôn. Ngon lắm bạn ơi. Bạn nhớ theo dõi hết video mình nha. Còn lắm à, này đi nè. Cháo đường xanh nấu với một câu ra đàn á. Chờ mà nó, mày không đợi buồn quá rồi. Để nhà chú có không? Bò nè, bò tơ. Thôi đừng ngắm, đừng đá nhiều uống nhức đầu lắm. Lấy cầm này lâu rồi. Ngon lắm, rất ngọt đúng không? Lấy sẽ không. Nhưng nặng. Hiểu không? Đây là Giang, ní mình, tên Giang. Đưa ở Tây Ninh thì mình chơi được với nó, với ông anh mình thôi. Đó, ông anh mình nè. Đây chú bán ruột với mình. Chú không bao giờ. Chú bán ruột với em và vợ mình. Bậy con đâu. Đó, lộn chú bán ruột với vợ mình. Đó. Gọi Thánh Ăn lên, các bạn biết mà. Mình quay ngay mà. Đó, mập từ luôn 120 kg. Được sao? Đây là Giang là bạn thân mình chơi chung đó giờ. Ở Tây Ninh mình chơi có hai người à. Tí màu ông nữa, màu ông là ông chết rồi, làm tí cũng chết rồi. Đi về trước. Đây là chú Cu, chúc lại nha. Chú hứa quy tính đâu ạ. Ok. Yeah. Rồi đây là gân bò, gân bò hấp với dưa cải rất ngon bạn. Đây là bò nướng. Mềm. Các bạn nhận như tự theo thật sự luôn, phải tự theo là cái bò chính gốc. Ngon lắm bạn. Quay gân này. Gân bò đó, gân bò ngon. Đó bây giờ mình sẽ ăn miếng gân bò cho bạn thấy nha. Bây giờ mình sẽ cắt miếng. Gân bò. Miếng cải bà xanh với trộn lên trộn. Bây giờ mình ăn đi, ai ăn thì biết đây. Mày ăn gấp không mày? Tôi mà từ giờ tôi ăn này mày tự ăn mà tự biêu chứ. Đó, bây giờ mình chấm miếng. Chấm miếng cây xanh đó. Bây giờ mình sẽ ăn cho các bạn thấy. Đó, bây giờ mình đã chấm rồi. Mình đã chấm rồi, bây giờ mình sẽ ăn cho các bạn thấy. Nó ngon, ngon lắm bạn. Thấy. Không lên đây. Rất ngon. Đó, quá đẹp. Ngon. Nước gì mới ngon? Nước gì mới ngon? Hơi độc.
manh mình nướng tỏi ăn không? Ngon. Tôi có thể đảm bảo với người rằng nước Mỹ sẽ thiệu hiểu một cách kỹ lưỡng. TikTok cho biết toàn bộ dữ liệu đã được lưu trữ tại các tỏi ngon dừa. Ngon. Nướng chín quá các bạn. Nóng quá. Nóng tỏi với mặn. Thôi mặn nọc thôi không ạ. Khỏi khỏi khỏi. Ăn vô nọc quá. Có ăn. Hôm anh mình ăn tỏi rất nhiều ba. Mà mình ăn được. Nhà bạn nói dễ chăm không? Đấy em dễ bỏ đi anh. Chị. Thôi được. Thôi được. Còn. Còn. Bỏ đâu? Hết đâu. Mà tự ăn hết đi kêu. Bò hấp trường hết nữa kìa. À, còn có đống nào quá. Người chị. Anh tốt, nhậu đi, bữa nay anh đẩy lo mà, có mấy. Ồ, rất ngon. Quay đang chấm luôn phải không? Đâu quay đâu. Đây, đây, đây. Ủ tỏi chấm mắm nêm. Nêm. Đấy, vô miệng liền, anh có quay luôn. Ngon quá, ngon quá, ngon quá, ngon quá. Quá ngon bạn ơi, ngon quá. Hồi chiều mình quên lấy cái quay bạn ơi. Ông anh mình thánh mình. Đối với ông anh mình thì một dĩa bò nướng như vậy thì 10 dĩa ăn còn không hết. Câu lộc 10 dĩa ăn còn hết. Của tỏi hành nồng quá, tao ăn miếng cũng muốn dội. Nồng, nó được tượng trưng. Trời ăn ngon. Này chính là này sống dư nồng. À đúng rồi. Vậy là vừa à. Vì này không có ăn tỏi. Không, tới không ăn tỏi. Năm nay lễ hội ngắm đông đóm ở Tuxedo diễn ra với số người tham dự hạn chế là những người sống trong khu vực. Nó lên tỏi cô đơn nè, nướng cô đơn á, ngon lắm. Cô đơn, cô đơn, thơm ngon. Tất lăng tinh các bạn ơi. Nhưng mà cái này mình rất thích này. Găng bò. Găng bò hấp gì vậy? Rất ngon. Mà sao làm được vậy ha? Ta luộc rồi. Thôi bây giờ bạn với anh mình kêu bao tử chuyện mắm bạn ơi. Bây giờ mình review cái bao tử chuyện mắm. Bao tử gì anh? Bao tử gì? Bao tử heo. Bao tử heo. Ủa sao bao tử bò? Các bạn bò chuyện mắm đi. Bao tử heo chuyện mắm. Rồi để mình ăn bao tử heo chuyện mắm nha bạn. Bao tử bò chuyện á. Bây giờ chủ quán mình đã đem bao tử chiên mắm bay đó, rất ngon. Bao tử heo chiên mắm ở các cây tại Tây Ninh rất là nhiều ở các cây. Rồi cho ông anh mình thử miếng này, ở đây thử miếng này cho mày. Im không? Im không? Đâu đâu ngon à. Bây giờ mình review vậy được các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Hẹn gặp lại các bạn web nha. Bye bye, chào tạm biệt.